Mến chào cả nhà, anh kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở huyện Cái Bè. Hôm nay cùng với anh Đồng, em Cường, em Nhân đến quay cưa cây. Thì trước mắt nhóm sẽ cưa cây tràm Tây Tượng. Cây tràm Tây Tượng này rất là to, nằm sát đường đan. Bên trong thì có trồng nhiều sầu riêng. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Thì em Cường sẽ là người leo lên cưa cây tràm Tây Tượng này nha cả nhà. Bên dưới có một cái đường ống nước. Hai một thớt hả? Một thớt rồi mấy thớt? Hai. Gì? Hai thớt hả? Hai thớt mà ba hàng. Hai thớt ba hàng. Ủa? Gì có thớt bự hả? Em Cường cũng lên tới khoảng đâu rồi. Vậy thì em Cường cũng đã kéo máy cưa lên rồi nha. Anh Đồng ở đây vui chứ. Đâu đó là con người gáo á. Con người gáo á, đừng có được kiếm. Gáo đây nè. Trước thằng quát.
Kêu cái nhánh cái chồng nó kéo để nó ngồi không cười mày kìa cười tao hả tao nãy giờ tao cưa nguyên cây luôn rồi. Sao làm vậy? Đang nói vậy đó. Để chắc anh đồng ngồi sao lấy cái cưa.
Sáng giờ họ không có cái bị gì luôn á. Oh.
xong cái trạm cái tượng cái nhà mình xin kết cái kia vào đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo nha.